chở quát nha, hôm nay giao con 4508 đi về Hà Nội như quát, máy rất đẹp luôn nha. Đang giữa sạch sẽ ở quê Hà Nội nha chú quát. Máy đang rửa nhiệt quá. Về Hà Nội. Máy vừa đẹp luôn, 4508 đi. Các chủ mua online cho các bác. Rửa cho nó bóng mới để về với chủ mới nha các bác. 4508 đi. Hả? Máy rất là đẹp luôn. Về Hà Nội. Này cái mùi nó như phát rất là đẹp luôn nha. Xem nha các bác. Máy rất là êm luôn. Chạy rất là nhanh luôn nha các bác. Rồi lên xe nha các bác, chúc các chủ luôn phát tài nha. Máy cài Kubota 4508.
4508 DI rất là đẹp luôn nha các bác. Nếu các bác nào có cần dòng Kubota 4508 DI này thì hãy liên hệ số bên dưới nha. Về tới Hà Nội luôn nha các bác. Đây là Nhân Phát quay đó nha. Nó kêu rồi hả? Ừ, làm như hộp. Lấy đồ nó tột lên, thấp tột quần lạ chứ mẹ ngọt. Đúng đó, mỗi người thấy không? Đây. Mỗi người thấy, xuống rồi lấy. Bác cho luôn đi. Thôi, lấy nè.